Thông tin đoàn du khách phải thanh toán gần 29 triệu đồng cho 4 ly cà phê Phượng Hoàng Lửa tại Bảo Lộc, Lâm Đồng gần đây khiến dư luận xôn xao. Cư dân mạng tranh cãi nhưng bốn vị khách của tôi vô cùng hài lòng, chủ quán khẳng định. Thông tin một đoàn du khách phải thanh toán 28,8 triệu đồng cho 4 ly cà phê Phượng Hoàng Lửa, tương đương với 7,2 triệu đồng ly tại quán cà phê ở Bảo Lộc, Lâm Đồng đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là mức giá trên trời và tấm hóa đơn khủng này có thể là chiêu trò PR của quán. Nếu đúng là có ly cà phê giá trị như vậy thì cơ quan chức năng hay đơn vị uy tín nào đó nên vào cuộc xác minh, giới thiệu tới du khách, người dân như một đặc sản riêng có của Bảo Lộc. Còn theo tôi, đây là mức giá trên trời, khó có thật, một tài khoản chia sẻ quan điểm. Phải chăng chủ quán đang đẩy giá khủng để PR tên tuổi, sản phẩm, thu hút chú ý. Chỉ một tờ hóa đơn giả mà hút ngàn người quan tâm. Tuy nhiên cách kinh doanh này khó bền. Một tài khoản NA nêu băn khoăn một ly cà phê bằng cả tháng lương, bằng chi phí cho một chuyến du lịch luôn. Loại cà phê này chắc phải đắt đỏ bậc nhất thế giới. Nếu loại cà phê này giá trị như vậy thì nên quảng bá nhưng nếu chỉ là tự đầy giá thì rất đáng trách, tài khoản HPT viết. Hiện tờ hóa đơn khủng này đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác. Chỉ cách đây hơn một tuần, quán cà phê này từng bị du khách tố chặt chém sau khi phải thanh toán gần 250.000 đồng ly. Vụ việc cũng gây chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhận được phản ánh, cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản quán cà phê trên do trong menu của quán không có thức uống cà phê có tên Phượng Hoàng Lửa và giá trên menu có dấu hiệu tẩy xóa và vừa được dán mới. Tuy nhiên, theo đại diện đơn vị này, cà phê không phải là mặt hàng thiết yếu, cũng không phải là mặt hàng nhà nước quy định giá nên việc mua bán, kinh doanh là sự thỏa thuận giữa hai bên. Trong quá trình pha chế cà phê chủ quán cũng đã thông báo giá với du khách nên mới thu tiền. Chính vì thế không có căn cứ để xử lý quán vì cung cấp ly cà phê giá 249.000 đồng. Liên quan đến ly cà phê giá 7,2 triệu đồng, ông Nguyễn Quốc Huy, chủ quán cho biết, vào ngày 20 tháng 4, có 4 du khách đến từ Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu, vào quán của ông để ngắm cảnh và thưởng thức cà phê. Trong số này, ông có quen biết một người. Khi khách tới, họ cũng rất tò mò về ly cà phê 250.000. Tôi trực tiếp giới thiệu nguyên liệu, ý nghĩa ly cà phê, mô tả quá trình pha chế cho họ và gợi ý về loại cà phê cao cấp hơn, phiên bản 7,2 triệu đồng ly. Tôi khẳng định, nếu họ không hài lòng, tôi sẽ không nhận tiền. Ông Huy cho biết, ống Huy cho biết, mỗi sản phẩm của quán hướng tới một đối tượng khách hàng khác nhau. Mỗi ly cà phê được tôi pha chế có thể được coi là độc nhất vô nhị tại Việt Nam nên giá 7,2 triệu đồng ly là hoàn toàn hợp lý. Tôi thậm chí thường nói với khách hàng, nếu họ tìm thấy ly cà phê tương tự, Mang ý nghĩa, giá trị tương tự thì tôi tặng cả lượng vàng, ông Huy chia sẻ với báo Vietnamnet. Theo chủ quán này, cà phê được pha chế từ nhiều nguyên liệu như mật ong rừng, trứng, sữa ong chúa và các loại rượu ngoại. Cà phê sử dụng cũng là hạt Natural Robusta trồng tại vùng Blau, Bảo Lộc. Sau khi pha chế, cà phê được đốt trực tiếp bằng bình Gamini. Trước nghi ngờ liệu đây có phải là chiêu trò của quán sau khi bị tố chặt chém ly cà phê gần 250.000 đồng, ông Huy phủ nhận. Cư dân mạng tranh cãi nhưng bốn vị khách của tôi vô cùng hài lòng. Thậm chí họ còn muốn đưa gia đình tới đây thưởng thức, ông Huy nói. Hiện ly cà phê đang bị bàn tán xôn xao. Còn bạn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại chia sẻ ý kiến của bạn bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.